Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng tới một số nơi vùng núi phía Bắc nước ta. Và vào lúc này, ở Hà Nội thì chúng ta cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết khi mà mây đen kéo đến kèm theo mưa dông và trời chuyển lạnh hơn. Vậy diễn biến đợt không khí lạnh này ra sao? Nền nhiệt độ xuống thấp mức nào? Đâu là khu vực chịu ảnh hưởng chính? Hãy cùng tìm hiểu trong phần ghi nhận ngay sau đây của phóng viên Chào buổi tối. Trong đợt không khí lạnh này, tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 tới 22 độ, vùng núi 17 tới 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Ở Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ. Tại khu vực Hà Nội, đêm 30 tháng 9 đến sáng sớm ngày 1 tháng 10, có lúc có mưa rào và dông. Đêm ngày 1 tháng 10 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độ. Từ đêm mùng 2 tới mùng 4 tháng 10, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 tới 21 độ. Theo cơ quan khí tượng, trong đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong tháng 10 này, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Vào tháng 11-12 thì nhiệt độ trung bình xấp xỉ, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng thấp hơn khoảng 0,5 độ so với trung bình nhiều năm. Rét đậm ở miền Bắc với nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ trở xuống có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Thưa quý vị, thời gian qua có không ít vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, đặc biệt nguyên nhân có liên quan đến việc các em không tuân thủ những quy định luật trật tự an toàn giao thông như là phóng nhanh, vượt ẩu, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vào sáng ngày 1 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên toàn quốc. Trong đó, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Việc kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và các em học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý các hành vi vi phạm như điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, chạy dàn hàng ngang, đi ngược chiều, bấm còi rú ga, điều khiển xe chạy một bánh trên xe hai bánh, sử dụng chân trống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy, lạng lách đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Trong sáng nay, tại thủ đô, lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng đã đồng loạt ra quân xử lý học sinh vi phạm luật giao thông, qua đó xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Quả cơm trái hay còn gọi là quả vải khổ được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt được coi như một vaccine tự nhiên chống lại cúm nhờ khả năng tăng cường hệ miễn dịch và chống virus hiệu quả. Hiện nay, loại dược liệu quý này được nhiều quốc gia trên toàn thế giới sử dụng phổ biến vì công dụng tuyệt vời mà loại cây này mang lại. Trong những ghi chép của mình, Hippocrates, cha đẻ của nền y học và là người thầy thuốc vĩ đại nhất lịch sử Hy Lạp cổ đại, đã gọi cây cơm trái là tủ thuốc bởi những lợi ích tuyệt vời của loại thảo dược này. Quả cơm trái đen được minh chứng là có nhiều lợi ích sức khỏe. Thông qua hơn 1.000 nghiên cứu được đăng tải trên PubMed, quả cơm trái được bình chọn là thảo dược của năm vào năm 2013. Sở dĩ quả cơm trái có nhiều lợi ích sức khỏe như vậy là bởi có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa anthocyanin cao vượt trội trong số các loại trái cây. Hàm lượng anthocyanin cao tạo ra màu tím đen đặc trưng của quả cơm trái, cũng đem lại khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Anthocyanin có khả năng chống lại virus, vi khuẩn và tăng cường sức đề kháng tổng thể. Eurosam là chiết xuất quả cơm trái chuẩn hóa, chứa tối thiểu 13% anthocyanin, là sáng chế của Anclam Extract, hãng chiết xuất nổi tiếng tại Đức. Đây là chiết xuất cơm trái duy nhất được chứng minh qua nghiên cứu khoa học về hiệu quả kháng viêm, kháng virus và điều hòa miễn dịch. Theo đó, Eurosam làm giảm mạnh tải lượng virus, nhờ đó giúp giảm tới 95% khả năng lây nhiễm, giảm đáng kể thời gian và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ho, nghẹt mũi, sổ mũi do mắc các bệnh cảm cúm, cảm lạnh, viêm đường hô hấp trên. Bên cạnh đó, Eurosam còn được chứng minh về đặc tính điều hòa miễn dịch, chống lại phản ứng viêm trong các bệnh nhiễm trùng cấp tính. Với mục tiêu tạo ra những sản phẩm sức khỏe thương hiệu Việt chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, Suhavimex đã nghiên cứu và ứng dụng các thành phần nhập khẩu như chiết xuất cơm trái Eurosam
cho ra đời bộ sản phẩm Kidwell CoCam và Kidwell Immunofort. Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kidwell CoCam với chiết xuất cơm trái Eldosam cao hoàng kỳ, cao bạch chuột, cao phòng phong hỗ trợ làm giảm các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh thông thường như nghẹt mũi, sổ mũi và ho có đờm. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kidwell Immunofort là sự kết hợp giữa chiết xuất cơm trái Eldosam và Elysin, vitamin C và kẽm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và kích thích thèm ăn cho bé. Kidwell được sản xuất tại nhà máy Suhavimex với quy mô 40.000 m2, được trang bị cơ sở hạ tầng hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP ISO 13485, đảm bảo tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến với người tiêu dùng. Bộ đôi Kidwell với thành phần chính là chiết xuất cơm trái Eldosam đã và đang được đánh giá là giải pháp hỗ trợ tăng đề kháng và cải thiện sức khỏe cho bé an toàn, hiệu quả. Hôm nay đánh dấu tròn 60 năm hoạt động của các chuyến tàu Shinkansen tốc độ cao trên hành trình Tokyo-Osaka. Trong suốt 6 thập kỷ qua, những con tàu hình viên đạn này không gây tai nạn chết người hay thương tích nào và thời gian trễ chuyến trung bình chưa tới 5 phút. Công ty đường sắt Nhật Bản cho biết tàu viên đạn Shinkansen chưa từng gây tai nạn chết người hoặc thương tích, ngay cả khi Nhật Bản thường xuyên trải qua động đất, mưa bão và tuyết rơi dày đặc. Với lộ trình trải khắp cả nước, tốc độ tối đa 320 km/h của tàu Shinkansen hiện không còn thuộc hàng nhanh nhất thế giới sau khi bị Trung Quốc vượt qua. Thế nhưng thiết kế phần mũi thuôn dài và nội thất rộng rãi của mẫu tàu tốc độ cao nguyên bản vẫn là biểu tượng cho thành tựu công nghệ và sự chú tâm tới từng chi tiết của Nhật Bản. Trên mạng lưới tàu viên đạn, thời gian trễ chuyến trung bình chưa đến 5 phút. Dự kiến tàu viên đạn không người lái có thể được giới thiệu vào giữa thập niên 2030. Họ đang tiến hành một dự án lớn nhằm xây dựng tàu đệm từ tốc độ cao ở Nhật Bản. Tàu đệm từ có thể chạy tốc độ 500 km/h, hoạt động giữa Tokyo và Nagoya tại miền Trung Nhật Bản vào năm 2034. Doanh nhân người Ấn Độ Anish Patel mới đây đã có trải nghiệm không thể tệ hơn với hãng hàng không Ấn Độ Air India. Anh mua vé hạng thương gia, thế nhưng cái nhận được lại là ghế rách và khoang ngồi bẩn thỉu như là một nhà trọ tồi tàn. Doanh nhân Anish Patel đã đăng một video ghi lại chuyến bay của anh từ Chicago, Mỹ đến Delhi, Ấn Độ với ghế hạng thương gia có giá 6.300 đô la Mỹ, tương đương khoảng 154 triệu đồng. Patel mô tả đây là khoang hạng nhất, tệ nhất mà anh từng đi với những màu đất và tóc bên trong ngăn ổ cắm điện. Trải nghiệm được anh gọi là ác mộng về ghế ngồi bẩn thỉu, thức ăn thừa trong túi đựng rác phía trước, mọi thứ hỏng hóc, không khác gì một nhà trọ tồi tàn ở độ cao 9.000 mét. Anh quay cận cảnh những vết bẩn rách, thậm chí nhiều chỗ phải dán tạm bằng băng dính. Năm hành khách được tặng tai nghe, nhưng khi mở ra thì không hoạt động và có nấm mốc trên đó. Cabin hạng thương gia này cũng không có wifi và hệ thống giải trí không hoạt động trong chuyến đi, dù tiếp viên hàng không đã cố thử khởi động vài lần. 30% số món ăn trong thực đơn không có sẵn, ai dùng trước có trước, tới lượt nếu hết đồ ăn sẽ phải chuyển qua món khác. Sau khi đăng tải video về chuyến bay hạng nhất của Air India lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem trên nhiều nền tảng. Năm hành khách cho biết sau đó Air India đã hoàn trả toàn bộ số tiền mà anh đã chi trả cho khoang hạng nhất này.